Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Nguyên. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái chủ đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư trong thị trường crypto. Và mình biết rằng hiện nay thì cũng có nhiều bạn thì kiếm được tiền trong thị trường này. Tuy nhiên thì cũng không có ít người là mất tiền. Và cái tỷ lệ mất tiền thì nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với những bạn mà có thể kiếm được tiền. Thì khi mà các bạn được một ai đó chia sẻ, đặc biệt là những người mới khi mà chưa biết về lĩnh vực crypto, thì các bạn thường được những người khác chia sẻ là khi đầu tư vào trong cái lĩnh vực này thì cái cơ hội của nó x lên rất là nhiều lần, ví dụ như là x100 lần hay x200, 300 lần, hoặc là có thể kiếm được triệu đô, rất là nhiều tiền đúng không? Thì các bạn thấy rằng ồ, cái thị trường này tiềm năng thế, dễ kiếm tiền thế, hay là vân vân và mây mây. Thì như các bạn đã biết ấy, thì thường ấy, con người ta thì hay có một cái điều nó là hiển nhiên, đó chính là tốt đẹp thì khoe ra nhưng mà xấu xa thì sẽ giấu đi. Đơn giản là lý do là không ai mà người ta muốn nhắc lại những cái thất bại, những cái thua lỗ của bản thân mình. Thứ nhất là cũng không muốn cho người khác biết về những cái thất bại đó. Thứ hai là nó là một cái nỗi đau mà người ta cũng không muốn nhắc lại. Vì thế nên tất cả những cái thông tin mà các bạn thấy về những thành công của người khác, nó có đấy nhưng nó chỉ là bề nổi thôi. Còn những cái sự thua lỗ, những cái mất mát của những người người ta không chia sẻ ra, thì đôi khi nó lại khiến cho các bạn thấy rằng cái thị trường này nó quá là dễ kiếm tiền. Nhưng mà thị trường crypto không hề dễ dàng kiếm tiền các bạn nha. Và bản thân mình cũng vậy, khi mà mình bước chân vào trong một cái lĩnh vực đầu tư ấy, thì mình cũng vấp phải rất là nhiều những cái sai lầm. Và những cái sai lầm nó đã khiến cho mình mất nhiều tiền. Mình đã mất rất là nhiều, mất vài tỷ. Và những cái con số vài tỷ nó không phải là một con số nhỏ đối với mình. Khi mà mình từ một cái người đầu tư truyền thống sang cái lĩnh vực online, thì các bạn biết là kiếm tiền trong thị trường truyền thống thì vài tỷ nó là một con số rất là lớn. Thậm chí có những bạn làm có thể vài năm mới có thể có được con số đó. Nhưng mà khi mà mình bước chân vào trong thị trường crypto, thì với những cái sai lầm này đã khiến mình mất đi một cái số tiền rất là lớn. Và mình làm cái video này thì mình hy vọng rằng với những cái điều mà mình chia sẻ ở đây thì sẽ giúp cho các bạn là không chỉ là nhìn ở những cái kết quả lớn, mà các bạn hãy nhìn từ những cái thất bại của những người khác, để các bạn có được một cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn khi mà các bạn bước chân vào một cái thị trường nó có tiềm năng đó, nhưng mà nó là một cái thị trường cũng rất là nhiều rủi ro đó, nhiều cái sự bơm thổi, nhiều cái yếu tố mà thao túng thị trường. Thì nếu như mà các bạn không chuẩn bị được kỹ lưỡng, hoặc là các bạn không đúc rút ra cho mình những cái bài học kinh nghiệm riêng ấy, thì các bạn cũng sẽ dễ dàng lặp lại những cái sai lầm như mà mình đã mắc phải. Ok, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái sai lầm mà mình mắc phải nhé. Cái sai lầm đầu tiên đó chính là khi mà mình bước chân vào trong thị trường này, mình đầu tư vào những cái đồng coin thì mình không biết gì về nó hết cả. Và thường là mình sẽ được một ai đó giới thiệu mình vào một cái hội nhóm A, B, C, D nào đó. Và thực ra thì họ đều là những người mà họ cũng có thể họ muốn tốt cho mình thôi. Họ sẽ có hai trường phái. Một là những người thân quen, họ cũng sẽ muốn tốt cho mình. Họ chia sẻ cho các bạn những cái đồng coin mà họ cảm thấy đó là tốt đó. Và hình thức thứ hai đó là những người ta đã mua những đồng coin đó rồi, và họ sẽ tìm cách để họ marketing, quảng bá những cái đồng coin đó đến những người khác. Thì trong cái thị trường này ấy, thì tiền ấy, nó không tự sinh ra, mà nó sẽ sản sinh từ túi người này sang túi người khác. Và một đồng coin để có thể tăng giá thì nó chính là từ cái việc là cung nhiều hơn cầu. Thì khi có nhiều người mà người ta mua cái đồng coin đó vào, thì tất nhiên là cái nhu cầu cao lên thì cái đồng coin nó sẽ tự tăng giá lên. Thì đây cũng sẽ là cái cách mà các cái dự án hoặc là những cái cá nhân người ta muốn bơm thổi một cái đồng coin họ đang nắm giữ đó. Thì khi mà các bạn mua cái đồng coin ấy, theo một cái lời khuyên của một ai đó mà không biết mục đích của họ là gì đó, mà ngoài ra các bạn lại không có kiểm chứng nữa, thì chắc chắn rằng các bạn không biết rằng tại sao mình lại mua cái đồng coin này. Thứ hai là cái đồng coin này khi nào, hoặc là tin tức của nó như nào, thông tin của nó như nào mà mình lại mua, liệu cái khả năng tiềm năng của nó tăng giá như nào, các bạn cũng không hề biết một cái thông tin gì luôn. Đội ngũ dự án này, thậm chí đến cái trang web của dự án các khi các bạn còn không biết đó. Và những cái thông tin sơ đẳng về dự án làm về lĩnh vực gì, nếu như mà các bạn không tìm hiểu cái điều này đó, thì các bạn rất là dễ rơi vào cái tâm lý đó là các bạn mua một cái đồng coin, sau đó các bạn thấy nó giảm nhưng các bạn không biết tại sao nó giảm đó. Và khi mà nó giảm đến một cái ngưỡng các bạn không chịu được nữa rồi thì các bạn sẽ cắt đi đó, và các bạn không có thể là hold lưu trữ nó dài được. Hoặc ngoài ra thì nếu như khi các bạn mua cái đồng coin mà các bạn không có biết tiềm năng của nó,
thì các bạn cũng không thể đủ được cái kiên nhẫn để các bạn hâu nó đến được một cái target giá mà các bạn mong muốn để các bạn có thể kiếm được lời. Thì đây là cái sai lầm mà mình cũng mắc phải khi mà mình bắt đầu bước chân vào trong cái lĩnh vực này. Thì một cái lời khuyên cho các bạn đó chính là các bạn hãy tìm hiểu cái cách để nghiên cứu dự án đi. Trong cái chuỗi video mình có làm ở trên kênh của mình ấy, là cái cách để tìm hiểu một cái dự án, thì các bạn có thể lên trang web là CoinMarketCap hoặc là CoinGecko. Trong đó nó sẽ có cái thông tin về dự án. Các bạn có thể truy cập vào trong cái trang web của dự án này, Telegram, để các bạn đọc và hiểu về nó, xem là dự án nó làm về gì và có cái tiềm năng gì để các bạn mua. Thì khi các bạn mua thì các bạn hãy coi những cái lời khuyên của những người khác nó chỉ là những thông tin để các bạn tìm ra những cái tên coin để các bạn research về nó thôi, chứ đừng có nghe một ai đó chia sẻ về một đồng coin mà các bạn sẵn sàng các bạn bỏ tiền ra mua luôn. Ok, thì đây là cái lý do mà khiến mình cũng đã mất tiền khi mà mình mua một cái đồng coin mà mình không đủ kiên nhẫn để nắm giữ và mình bán non đi, hoặc là khi mà có một cái tin tức xấu gì mình đã bán luôn, mình đã chốt lỗ đi và mình đã mất tiền. Nhưng mà rồi sau đó nó lại tăng trưởng lại một cách rất là đột biến, thì lúc đó mình cũng đã không còn coi nữa. Ok, và cái sai lầm thứ hai mà mình phải đó chính là mình đã giao dịch đòn bẩy bằng margin và future. Thì khi mà mình bắt đầu vào trong cái lĩnh vực này, mình cũng không biết margin future là gì và mình đã bắt đầu học những cái thao tác chơi. Nhưng thực chất là mình cũng không biết là khi nào mình nên mua đâu. Mình đã thử, ví dụ mình nhìn thấy, mình cũng bắt đầu đặt thử một cái lệnh đặt đòn bẩy. Và lúc đó còn không biết phân biệt là đòn bẩy 5x, 10x, 20x là như nào, thì cứ ấn, còn thậm chí là mình còn ấn bừa cơ. Đó, và nghĩ rằng là đòn bẩy cao thì là lãi cao. Đó, còn không nghĩ đến là cái tỷ lệ rủi ro cao đâu, mà nghĩ là lãi cao. Thì khi mà mình mới vào, mình thử chơi đòn bẩy thì đầu tiên thì mình cũng thử chơi với cái số tiền nhỏ thôi, khi 100 đô thôi. Nhưng bắt đầu mình chơi đến số tiền nhỏ nhưng mà mình dùng đòn bẩy cao ấy, đến 50x, 100x mà mình thấy ôi số tiền nhảy nhanh quá. Và mình thấy là với 100 đô mà mình có thể kiếm được đến gần gấp đôi một cái số tiền trong khoảng 1 phút 2 phút, thì mình thấy là ôi tại sao lại kiếm tiền lại dễ như thế này. Thế thì nếu như mà mình có một cái số tiền lớn hơn nữa thì mình sẽ có thể nhân lên cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn rất là nhiều. Đó, vì thế nên là khi mà chưa biết về một cái kỹ thuật hoặc là không biết phân tích thị trường, không biết bất kỳ một cái hình thức như là chart này, yếu tố thị trường gì đó, biểu đồ, thì mình cũng đã lao vào chơi margin future. Và thậm chí là mình có thể dành ra một cái số tiền lớn như là 10.000 đô. Bởi vì cái thời gian đầu ấy, khi mà mình chơi future ấy, ví dụ mình chỉ cần bỏ ra 5.000, 10.000 và có thể kiếm được 1-2.000 trong khoảng 1-2 phút, thì các bạn thấy rằng mình nghĩ là ôi ôi kiếm được 4-50 triệu trong một tí tẹo teo, thế thì dễ quá. Thế thì bây giờ đây là cái cách kiếm tiền của mình rồi, đây là gọi là một cái công việc lý tưởng rồi đó. Nhưng mà các bạn phải biết là thị trường nó không có dễ như thế. Nếu mà ai kiếm tiền dễ như thế thì ai là người mất tiền, đúng không? Ai là người mà cung cấp tiền cho thị trường? Thì khi mà mình bước chân vào thì mình được cái lợi nhuận ban đầu ấy, làm cho mình cảm thấy rằng ô đây là một cái cách kiếm tiền rất là dễ dàng. Sau đó mình đã chơi một cái đòn bẩy cao và đánh cái số tiền lớn đó. Và khi mà nó tăng giá rồi, lúc đó có lãi rồi, thì mình cũng không chốt bởi vì mình nghĩ rằng nó còn tăng nữa. Đó, sau khi mà nó tăng lên rồi mà nó lại giảm đột ngột, mà tuy là chưa đến cái vị thế mình thanh lý đâu, nhưng mà mình không đủ cái tâm lý để mà mình hold. Mà lúc đó mình chỉ có cái tâm lý là bây giờ chỉ cần nó về huề lại thôi để mình chốt huề thôi, để không lỗ thôi. Mà với một cái đòn bẩy cao, số tiền đánh lớn, thì các bạn biết là có những cái lần dao động cái tài khoản nó có thể âm đến vài tỷ thời điểm đó. Và mình thật sự là cái lúc đó tâm lý của mình cực kỳ hoảng loạn luôn. Và mình cố gắng là mình đép thêm tiền vào để mình gồng lỗ đó. Và có những cái lần mà mình gồng lỗ thành công, và có những lần thì mình vừa mới đặt lệnh xong thì đã bị sàn họ quét long short đó. Và họ quét đến nhanh quá mà mình không kịp để đép tiền vào, mà chỉ cần trong một phút thôi mà mình đã bay đi 40.000 đô. 40.000 đô nó gần 900 triệu đó, một phút mà bay đi một cái số tiền cực kỳ lớn như vậy. Và sau khi mà mất tiền với khoản tiền lớn đó, mình đã phải tỉnh táo lại và mình nhìn nhận lại vấn đề. Còn những cái lần mất mát nhỏ trước là mình không tỉnh táo đâu, bởi vì tại sao? Vì mình thấy là mình vẫn còn cái tâm lý là
muốn ham ăn với sàn, muốn ăn thua với sàn này đó, và vẫn tin vào cái bản thân mình, bản lĩnh của mình. Mà thực chất thì các bạn biết là trong cái thị trường này đâu có phải là cái việc là cái giá cả nó có thể bị thao túng một cách đột ngột. Các bạn có thể nhìn thấy những cái cột biểu đồ đúng không? Đây, mình có thể mở cho các bạn xem về cái chart biểu đồ này. Ví dụ khi mà các bạn chơi đòn bẩy đúng không, thì các bạn có thể dễ dàng bị sàn họ kill một cái tin. Khi mà các bạn chơi, các bạn đặt một cái lệnh long đúng không, thì sàn họ có thể là quét một phát đến từ giá này, từ giá 44-45.000 đến 43.000, nghĩa là gần 2.000 giá. Sau đó chỉ trong khoảng 15-20 phút sau đó, và giá nó bắt đầu nó tăng lên ngược lại được. Nhưng mà khi mà các bạn, khi mà sàn nó đã đao giá xuống đây rồi, hoặc thị trường mà giá xuống đây mà các bạn không có đặt được cái lệnh stop loss ấy, thì nó đã quét cái số tiền của bạn, các bạn đã bị thanh lý rồi. Vì thế nên là khi mà các bạn chơi ở trong cái thị trường này ấy, mà không có một cái kế hoạch giao dịch, không đặt stop loss, thì sẵn dễ, rất là dễ mà bị các bạn quét hết toàn bộ cái tài sản của bạn và các bạn mất trắng. Và sau những cái lần mà mình bị sấp mặt như vậy ấy, thì mình đã bỏ hẳn future và margin rồi. Mình sẽ không còn giao dịch cái hình thức đó nữa. Và bắt đầu mình quay lại kiếm tiền với bằng cách là mình sẽ hold spot. Hoặc là nếu như mà mình có muốn chơi thì mình cũng sẽ chơi bằng spot thôi. Mình sẽ không chơi bằng future hay là đòn bẩy nữa. Bởi vì lý do thứ nhất là mình cảm thấy là mình không thể có được cái tâm lý tốt. Mình cũng không có kế hoạch giao dịch. Thậm chí là mình không có giỏi về phân tích kỹ thuật. Và mình phải cảm nhận là những cái lúc thời điểm mà mình chơi bằng giao dịch future margin ấy, thì cái đầu óc của mình cực kỳ căng thẳng luôn ấy. Có những hôm mà mình gồng lệnh đến đêm mà mình không thể ngủ nổi ấy. Cứ nhìn chằm chằm vào cái biểu đồ, mắt thì nhíu vào nhưng mà không dám ngủ. Bởi vì ngủ nhỡ may cái giá nó thanh lý đến cái điểm của mình thì sao, mình không kịp đép tiền vào thì sao. Đó, mình cảm thấy là sao đầu tư mà nó khổ như vậy. Thì mình đã đi theo con đường khác và mình bỏ luôn margin future. Và đây là mình nghĩ rằng cũng có khá là nhiều bạn ban đầu thì cũng cảm thấy rằng ồ nó dễ kiếm tiền thế, dễ ăn thế. Nhưng mà sau một thời gian rồi thì hầu như kể cả những cái người mà người ta ở lâu năm trong thị trường ấy, họ vẫn đều nói rằng chỉ có holder, nghĩa là hold dài hạn, đầu tư một cách dài hạn thôi, thì nó mới có thể đem lại cho các bạn một cái tâm lý vững được. Và thứ hai là nó mới có được cái sự tăng trưởng bền vững. Chứ còn nếu như các bạn kiếm chơi bằng margin future, hôm nay các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Các bạn có thể kiếm dễ dàng, kiếm được vài chục nghìn đô hoặc là một vài tỷ. Nhưng mà đến khi các bạn vẫn giao dịch như vậy thì các bạn vẫn ở trong một cái vị thế là một cái người giao dịch, thì đến một ngày nào đó sàn nó cũng sẽ lấy lại tiền của bạn thôi, nếu như mà các bạn không có một kế hoạch giao dịch tốt. Thì đây là cái sai lầm mà mình mắc phải, và cái sai lầm về chơi margin future này là cái sai lầm đau lòng nhất mà khiến mình mất nhiều tiền nhất. Ok, và đến cái sai lầm thứ ba, đó chính là mình tham gia vào các cái dự án coin đa cấp và những cái dự án ủy thác đầu tư. Thì hiện có khá nhiều những cái dự án mà nó mở ra như là để gọi vốn ICO hoặc là IDO ấy, thì nó gọi vốn xong thì nó vẽ ra là những cái viễn cảnh của các dự án mở ra này, và để cho mọi người thấy là cái tiềm năng của cái dự án này. Nhưng thực chất thì sau một thời gian ấy, thì các dự án đấy nó tổ chức IDO xong thì nó cái giá của nó thậm chí còn thấp hơn là cái giá mà nó gọi vốn đó, và dần dần thì nó cũng chìm vào quên lãng, và cái giá của nó về một cái kể từ cái giá gọi vốn nó có thể chia 10 hoặc là chia 100 luôn thì coi như là scam rồi còn gì nữa. Và đặc biệt là khi tham gia vào những cái dự án này ấy, thì nguyên nhân đầu tiên đó chính là mình cả tin với cái viễn cảnh của cái dự án mở ra và mình không tìm hiểu kỹ. Và cái mà mình thấy là đa phần mọi người hay mắc phải đó chính là đi theo đám đông. Ví dụ như thấy một cái cộng đồng nào đông, rất là nhiều thành viên, người ta đang đầu tư theo cái dự án đó, thì mọi người nghĩ là nếu mà đông như vậy thì cũng đã có sự kiểm nghiệm rồi, thì mọi người tin tưởng theo. Đó, thì đây cũng chính là cái lý do mà bị mất tiền nhá. Ngoài ra thì ngoài cái việc đầu tư vào những cái dự án coin đa cấp thì mình cũng có đầu tư vào một vài cái dự án ủy thác. Và vào cái dự án ủy thác thì nó cũng bị scam, thì cũng bị mất tiền. Đó, mình cũng bị mất vài chục nghìn đô ở những cái dự án đó. Ok, và đến cái sai lầm thứ tư, mà cái sai lầm này thì mình nghĩ là nhiều người, 10 người cũng mắc phải này. Đó là khi mà mình đầu tư ấy, mới đầu tư ấy, thì mình thấy ở mình vào rất là nhiều hội nhóm. Mình thấy hội nhóm nào thì họ cũng chia sẻ khá nhiều cái đồng coin. Ví dụ đồng coin một cái nhóm thì chia sẻ
nghĩa là thực ra thì khi các bạn biết là một cái cộng đồng họ làm ấy thì họ phải chia sẻ rất nhiều kèo để cho cộng đồng có những người cũ, người mới, bởi vì có những người người ta đã hâu rồi, đã mua rồi, còn những người mới vào người ta chưa có kèo mới thì họ khi mà họ làm cộng đồng thì họ phải chia sẻ rất là nhiều những cái đồng coi để họ cũng phát triển cộng đồng của họ. Thì khi mà mình vào quá nhiều các cái cộng đồng như vậy ấy, thì mình thấy ô đồng coi nào cũng hay, đồng coi nào cũng target rất là cao, thì mình thấy đồng coi nào cũng ngon, đồng coi nào cũng tiềm năng. Mà tiềm năng thì lúc đó cũng không biết là gì tiềm năng đâu, thấy admin họ nói tiềm năng thì mình nghĩ nó tiềm năng thôi. Vậy là cái đồng coi nào cũng cứ mua, đồng coi chỉ mua 1.000 đô, đồng coi thì mua 500 đô, đấy, đồng coi thì mua 200 đô, mua loạn xị lên. Và không có tập trung vào vốn vào một cái đồng coin nào gọi là chủ đạo cả. Sau khi mà mình nhìn xong cái tài khoản của mình, gọi là nó phải có đến 30 cái đồng coin đó, và mình cũng không biết cái đồng nào là đồng chất lượng, đồng nào là với đồng nào, bởi vì lúc đó đâu có tìm hiểu đâu, đâu có tìm hiểu là dự án này làm về cái lĩnh vực gì đâu. Đó, cũng chẳng phân bổ danh mục đầu tư, không biết top coin là những coin nào, không biết mid coin là những coin nào, hoặc là phân loại ra là những coin sàn hay là những coin về cái mảng này mảng kia. Đó là cũng không có tìm. Đó, vì thế mình dàn trải vốn quá nhiều vào đồng coin. Thì khi đó khi mình dàn trải nhiều thì các bạn có biết là có những cái đồng coin của mình ấy, nó nhân, có những đồng coin nó nhân 10 đấy. Nhưng mà đồng coin nhân 10 thì mình mua cái số tiền nó rất là ít thôi, xíu xíu thôi. Còn những cái đồng coin khác thì thậm chí chia 2, chia 3 thì cái đồng coin nhân 10 đó nó cũng không thể kéo lại được cái tài khoản của các bạn được. Đó, vì thế nên cái bài học kinh nghiệm đó là các bạn, nếu như mà các bạn có cái số vốn khoảng dưới 10.000 đô ấy, thì các bạn cũng chỉ nên tập trung vào khoảng dưới 5 cái đồng coin thôi. Đó, dưới 5 đồng coin thôi. Còn nếu như mà các bạn có số vốn nhiều hơn ấy, thì khoảng từ 100.000 đô trở lại thì mình nghĩ là các bạn có thể chia là 10 đồng coin đổ lại. Đó, còn gần đây thì mình cũng chỉ tập trung vào khoảng 5 đồng coin chủ đạo. Đó, và mình phân ra là những đồng coin tốt và những cái đồng coin tiềm năng và những đồng coin nền tảng, cho mình không phân bổ quá nhiều. Thì với cái cách mà các bạn không dàn trải quá, thì khi mà một cái đồng coin ấy, nó tăng trưởng ấy, thì lúc đó thì các bạn có thể đem lại được cái tỷ suất lợi nhuận nó cao hơn. Và thứ hai là các bạn cũng không cần phải quá là tìm, nghĩa là quá là quan tâm đến quá nhiều dự án quá. Thực ra là các bạn chỉ biết là dự án nào nó sẽ có một cái thời điểm tăng trưởng của nó, nên là vì cái sự kiên nhẫn của bạn nó không đủ nhiều ấy, nên là các bạn kiên nhẫn cho 2-3 đồng coin đã khó rồi, mà các bạn phải kiên nhẫn cho đến hẳn 10-30 đồng coin thì rất là khó. Thế nên là nếu bạn nào gặp phải cái sai lầm dàn trải cái đồng coin này thì các bạn hãy cơ cấu lại ngay cái tài khoản của mình nhé. Ok, và đến cái sai lầm thứ 5 đó chính là không đầu DCA và đầu tư all in. Thì khi mình thấy một cái thị trường nó có tiềm năng như vậy, đúng không? Mình đã bỏ một khoản tiền lớn vào. Ban đầu thì vào thị trường thì mình bắt đầu mua những cái đồng coin mới lít sàn ấy, và chỉ sau một đêm thôi nó có thể cho mình x2 được. Mình thấy ôi thị trường này sao kiếm tiền dễ thế, như này thì có mà bằng mình làm cả tháng à, đúng không? Thế là mình đã đép một cái khoản tiền rất là lớn vào, và khi mà đép vào khoản tiền lớn vào ấy thì mua luôn một lúc luôn, không có chia vốn gì hết cả, mua một lúc luôn. Và có thể là có thể mua nhiều đồng coin nhưng mà lại không phân bổ ra là để dành tiền ra để các bạn DCA là trung bình giá khi mà giá nó giảm xuống nữa. Đó, mua một lần luôn. Thì đây cũng là một cái sai lầm là khiến cho các bạn mất vốn, bởi vì thị trường nó cũng sẽ luôn điều chỉnh. Nó có thể là đi lên một quãng rồi nó lại xuống một cái đoạn dài. Nếu như mà các bạn không phân bổ vốn ra thì các bạn rất là dễ để mà đu đỉnh, và cũng rất là khó về bờ. Nếu như mà các bạn chia vốn ra, nếu như thị trường nó có lỡ mà có chia 2 chẳng hạn, thì các bạn còn có cái vốn để các bạn mua vào. Thì khi mà thị trường hồi phục lại một đến một quãng đường thôi thì các bạn có thể là đã về lại cái giá mua rồi. Còn nếu như các bạn không có vốn thì các bạn bắt buộc là các bạn phải chờ. Ví dụ nó chia 10 thì các bạn bắt buộc phải nhân 10 trở lại thì các bạn mới có thể hồi lại được với cái giá các bạn mua. Đấy, thì đây là một cái kinh nghiệm đó. Các bạn không nên là mua một lần luôn với cái số tiền mà các bạn đang có, thì các bạn hãy chia ra. DCA thì nó sẽ có nhiều cái cách các bạn cũng có thể tham khảo. Các bạn có thể chia ra là 50-50, nghĩa là có thể mua thành 2 lần hoặc là mua thành 3 lần. Đó, mỗi lần là mua 30%, hoặc là nếu các bạn chia 2 lần thì mỗi lần 50%, hoặc là có nhiều cái cách chia. Ví dụ như là mua 70% lần đầu tiên, còn 30% thì để lần sau, hoặc là mua 30% để 70% lần sau. Nó có cả khá là nhiều cách, thì cái này nó còn liên quan đến cách các bạn nhận định thị trường nữa, để các bạn chọn cái chiến lược DCA phù hợp. Ok, và đến cái sai lầm thứ 6 này là mình muốn đầu tư một cái số tiền lớn để lãi lớn. Thì khi mà mình đầu tư mình thấy là
Ôi thị trường này X2, X3 cũng dễ thôi nhở, đúng không? Thế thì thay vì mình cứ phải chọn những cái đồng coin mà X100, X200, thế thì mình bỏ ra một cái khoản tiền lớn đi. Và mình cần X2 là được. Ví dụ thay vì mọi người đầu tư 100, 1.000 đô thì mọi người phải x100 một lần đúng không? Thì mọi người mới có được 100.000 đô. Thì bây giờ thay vì thế, mình đầu tư 100.000 đô, mình chỉ cần x2 thôi là mình đã bằng người ta x100 rồi. Đó. Thì với một cái quan điểm này thì mình đã bỏ một cái khoản rất tiền rất là lớn để mình mong chờ là tài khoản của mình x2. Tuy nhiên các bạn hãy lưu ý này, khi các bạn bỏ một cái số tiền lớn trong một cái thị trường biến động mạnh như vậy thì cái tài khoản của các bạn thậm chí là nó có thể chia 2 chia 3, thì cái khoản chia 2 chia 3 của số tiền lớn thì nó cực kỳ là lớn luôn. Một ngày nó dao động 10-20% thì các bạn đã cảm thấy là cái tài khoản của các bạn đã âm đi đến mấy trăm đến mấy mấy trăm triệu rồi. Thì với một người mà chưa chịu sự biến động nhiều về thị trường lớn như vậy ấy, các bạn bỏ ra một khoản tiền lớn nó rất là khó chịu, nó rất là khó để các bạn kiên nhẫn được và cái tâm lý của bạn không hề ổn định được. Vì thế nên là cái kinh nghiệm và cái bài học ấy, đó các bạn đừng bao giờ bỏ số tiền lớn vào trong cái lĩnh vực đầu tư, mà trong khi lĩnh vực đầu tư tiền điện tử này nó không phải lĩnh vực đầu tư an toàn đâu, nó là biến động nha. Và nó có nhiều cái yếu tố mà các bạn không nên đầu tư quá nhiều cái tài sản của bạn vào trong cái lĩnh vực này. Thì thường những cái lĩnh vực đầu tư mạo hiểm thì mọi người cũng chỉ khuyên là các bạn chỉ nên dành 10 đến 20% là tối đa thôi để đầu tư vào lĩnh vực này thôi. Các bạn đừng bao giờ hy vọng là mình mang những tất cả tài sản của bạn ra để các bạn mong chờ X2. Bởi vì khi các bạn đem một cái số tiền lớn như vậy, cái vị thế đầu tư của các bạn nó đã khác những cái người mà người ta đầu tư bằng cái khoản vốn nhàn rỗi nhỏ rồi. Đó, và khi mà cái biến động của cái khoản tiền lớn các bạn không chịu được thì các bạn cũng sẽ dễ dàng sợ cái tâm lý là thua lỗ, nên các bạn sẽ bị cắt lỗ để các bạn bảo toàn lại cái khoản vốn của bạn. Bởi vì cái vốn đấy là vốn tự thân của bạn chứ không phải tiền lãi. Nên là các bạn hãy nhớ phân bổ vốn nhá, đừng có bỏ số tiền lớn. Mà thay vì bỏ số tiền lớn, hãy đầu tư số tiền nhỏ vào một dự án chất lượng để mong và kiên nhẫn để mong nó x5, x10 hoặc x50, x100. Đó, thay vì cái số tiền lớn và mong x2, x3. Rồi, tiếp theo là cái sai lầm thứ 7. Đây là cái sai lầm về cảm xúc nhá. Trong cái sai lầm về cảm xúc này thì nó dẫn nhiều, nghĩa là cái cảm xúc này ấy, nó là cái cực kỳ khó kiểm soát luôn. Ai cũng biết là mua một cái đồng coin tốt để hold, để lưu trữ khi nó tăng giá để các bạn bán chốt lời. Thì có những người mới nói tại sao là họ có mua cái đồng coin tốt rồi đấy, nhưng họ cũng có mua được cái vị thế tốt rồi, nhưng mà tại sao họ lại không có con lãi mà thậm chí họ còn bị lỗ cơ. Đó, cái yếu tố cảm xúc này nó quyết định rất là nhiều. Và khi mà cái cảm xúc có quyết định các bạn ấy, thì các bạn sẽ mua khi giá nó đang tăng cao rồi đó, hoặc là khi mà nó có lời rồi các bạn cũng không chốt, các bạn lại kỳ vọng nó tăng cao nữa. Còn khi mà nó xuống lỗ rồi thì các bạn lại tin là nó sẽ quay lại thôi, các bạn cũng không cắt lỗ đi. Còn khi mà thị trường nó có cái tin tức các bạn chọn một đồng coin rất là tốt rồi đó, các bạn thấy là dự án nó cũng rất là ok rồi, nhưng mà khi thấy có tin tức xấu một cái, thấy cái giá của nó về sâu một cái, các bạn lại lo lắng bán tháo đi, mà bán ngay cái vùng mà giá mua mà các bạn không mua được cái giá đấy luôn, các bạn còn mua cái giá cao hơn, nghĩa là các bạn cắt lỗ đó. Và những cái yếu tố này nó đều do ở cái việc là các bạn sẽ không có một cái kế hoạch giao dịch, cộng với lại là mình thiếu cái kiến thức về cái đồng coin đó, thiếu kiến thức về cái sự vận hành của thị trường và không chờ đợi được. Đó, khi mà các bạn vào thị trường các bạn muốn theo cái vị thế đầu tư dài hạn 1-2 năm để đầu tư, mong chờ nó tăng trưởng, nhưng mà các bạn lại cứ chơi hàng ngày để lấy tiền ăn hàng ngày thôi. Các bạn dùng cái tiền mà không nhàn rỗi, các bạn vay mượn để mà vào mong muốn đầu tư dài hạn, thì cái điều đó nó hoàn toàn là không thể thực thi được, sẽ dẫn đến các bạn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những kế hoạch của các bạn đầu tư. Làm sao có thể đầu tư 1-2 năm khi mà các bạn đang vay tiền lãi ngân hàng, mà thị trường coi thì nó có thể nó biến động chia 2, chia 3 hoặc chia 10. Các bạn có chịu được điều đấy không? Sẽ không thể chịu được. Đó, thì đây là cái yếu tố về cảm xúc. Và cái cảm xúc thì mình nghĩ rằng không ai có thể nói được, không ai có thể nói trước được. Ngay cả những cái trader mà những cái người đầu tư kinh nghiệm ấy, người ta cũng sẽ bị cảm xúc
nó chi phối và nó và cái cảm xúc này ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch giao dịch của các bạn rất là nhiều. Giống như các bạn định là mua cái giá này đó, đến cái giá AB đó để các bạn chốt đó, nhưng tại sao đến cái thời điểm đó cái cảm xúc của mình này, mình lại kỳ vọng nó tăng lên nữa, mình phá bỏ hết cái nguyên tắc của ban đầu của mình đề ra đó. Vì thế khi thị trường nó lại đi xuống thấp nữa thì lại hy vọng nó tăng lại, và cứ như thế và cái vòng lặp lại. Thì khi mà mọi người đã chốt lời và mọi người mua lại được ở vùng giá thấp và đã mua đi mua lại được khá nhiều vòng đúng không, thì các bạn vẫn quanh quẩn ở một cái vòng tròn đó. Và không chốt lời thì nó cũng là một cái sai lầm mà các bạn cũng nhiều người gặp phải nha. Khi mà thấy muốn tăng thì lại cứ nghĩ rằng thị trường nó sẽ tăng tiếp, còn khi mà thấy thị trường giảm thì lại nghĩ là nó sẽ giảm nữa. Không biết đâu là đỉnh, không biết đâu là đáy, bởi vì thực ra là trong thị trường này không ai biết được đâu là đỉnh, đâu là đáy cả. Nên là khi các bạn cảm thấy một cái đồng coin nó đến một cái vùng mua nào thì các bạn sẽ mua dần bằng cách là các bạn giải vốn ra thôi. Và cần phải củng cố cái niềm hệ thống, niềm tin của các bạn. Và tất cả những cái yếu tố trên ấy, nó đều do là các bạn chưa có cái kiến thức về dự án, không có hiểu về dự án, không hiểu về đồng coin mình mua. Thứ hai là cái tầm nhìn của mình ấy, nó không tin tưởng vào cái tầm nhìn dài hạn. Và các bạn dễ bị chi phối bởi thị trường, bởi vì thị trường này nó sẽ kiếm sống bằng cái cách là làm những cái con sóng lên xuống đó, để những cái người người ta bỏ cuộc để họ chốt lời, thì những cái người khác người ta mới có cơ hội, người ta mua với giá thấp để họ có thể khi giá cao họ chốt lời. Thì đối với cái cảm xúc mà các bạn bị dẫn tới, nó đều là do cái hệ thống niềm tin của các bạn. Và cái hệ thống niềm tin này thì nó lại do từ cái kiến thức mà ra. Vì thế nên là trong cái lĩnh vực này ấy, thì không ai nói là ai là chuyên gia. Mình biết là ngay cả những cái người mà người ta có kinh nghiệm đầu tư đi, họ vẫn không thể là đầu tư các dự án nào họ cũng thắng được. Đó, họ chỉ có cái tỷ lệ thua của họ thấp đi thôi. Đó, và cái tỷ lệ thua thấp đi và họ không mất tiền thì lúc đó họ sẽ kiếm được tiền. Đó, và ngoài ra thì các bạn cũng hãy tuân thủ theo cái nguyên tắc giao dịch của các bạn và có cái kế hoạch giao dịch từ ngay ban đầu để tránh các bạn bị thao túng tâm lý. Tại sao thì khi cái lúc thị trường xanh các bạn lại tin tưởng mà lúc thị trường giảm thì các bạn lại cảm thấy lo lắng, các bạn lại bán tháo đi. Và với cái hệ thống niềm tin ấy thì không ai cho các bạn ngoài việc là các bạn phải tự tìm hiểu về dự án. Bởi vì nếu như các bạn không tự tìm hiểu ấy thì với những cái thông tin của người khác các bạn mua theo thì nó vẫn là những cái sai lầm mà lặp lại như là mình đã chia sẻ từ ban đầu thôi. Và ngoài ra thì trong cái thị trường này còn có khá nhiều cái sai lầm khác nữa, nhưng ở trên đây là những cái sai lầm mà mình mắc phải nhá. Những cái sai lầm mà mình liệt kê ở cho các bạn trên đây ấy, là những cái sai lầm mình đã mắc phải. Và mình đã mắc phải những sai lầm này thì mình cũng mong là mình chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn có thể biết được là những cái điều này, nếu như các bạn đang bị thua lỗ và các bạn cũng có mắc phải những cái điều này, thì các bạn hãy nên thay đổi lại cái kế hoạch giao dịch và cái chiến lược giao dịch của mình. Và không có một cái bí mật nào cho cái sự thành công cả. Thành công là cái kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng thôi, sự chăm chỉ và học hỏi từ những cái thất bại. Và để có thể dự phóng được một cái dự án tốt để các bạn mua vào nó, đó các bạn chọn cái điểm mua và các bạn hold, các bạn kiên nhẫn, thì tất cả nó cũng đều có được từ những cái kiến thức mà các bạn cần phải đọc hiểu thật nhiều. Và nó cũng sẽ đến từ những cái trải nghiệm, từ những cái thành công của các bạn này, từ những cái thất bại đó. Và mình tin rằng là trong cái thị trường này ấy, nó vẫn còn dài, bởi vì cuộc chơi của nó vẫn còn đó, nó vẫn còn những cái con sóng lên xuống và những cái cuộc đấu tâm lý để có thể loại bỏ ra những cái người mà người ta từ bỏ thị trường này, và nó sẽ không dừng lại. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái quy luật vận hành của nó thì chúng ta sẽ kiên định với nó hơn, chúng ta sẽ có cái hệ thống niềm tin tốt hơn và có thể kiên nhẫn. Còn mọi người nói rằng thị trường downtrend hay uptrend thì cái điều phân tích thị trường thì mình sẽ không phân tích, bởi vì mỗi người sẽ có một cái tầm nhìn khác nhau. Và chỉ khi mà các bạn tự nhận định thị trường bằng cái quan điểm của các bạn thì các bạn mới có thể đi theo cái quan điểm của bạn được. Chứ còn nếu hôm nay các bạn xem một cái video này của người A, người ta nói rằng thị trường chuẩn bị downtrend đấy, các bạn lo lắng bán đi, nhưng ngày mai các bạn lại thấy một cái tin tức của người B nói là thị trường lại tăng trưởng đấy, các bạn lại mua vào, thì như vậy hệ thống kiến thức của các bạn ở đâu và niềm tin của các bạn do ai củng cố cho các bạn? Nếu như các bạn cứ phụ thuộc vào những cái nguồn tin để các bạn củng cố niềm tin của mình thì không biết là nên nghe theo ai đó.
như vậy thì các bạn vẫn đầu tư theo cái lời khuyên của người khác thôi. Thì cái việc mà thất bại hay thành công thì tự các bạn sẽ nhìn lại cái tài khoản của các bạn xem là trong cái thời gian qua nó tăng trưởng như nào. Còn bản thân mình ấy, thì sau những cái lần thất bại thì như hiện nay thì mình sẽ không còn kiếm tiền nhanh nữa, không còn margin, không còn kiếm ra được vài chục nghìn đô một ngày nữa. Nhưng mà mình sẽ đi theo cái con đường là bền vững hơn. Đó, và mình cũng thấy là trong cái thị trường này nó cũng có những cái con sóng, những con sóng lên, những con sóng xuống. Và nếu như mà các bạn đủ lâu trong thị trường, đủ kiên nhẫn trong thị trường, và nếu các bạn cảm thấy rằng các bạn yêu thích thị trường này thì hãy cũng cùng học hỏi mỗi ngày để có thể hoàn thiện hơn bản thân mình, thì mình tin rằng các bạn cũng sẽ kiếm được tiền và lấy lại được những gì các bạn đã mất và kiếm được thật là nhiều hơn nữa. Và thị trường thì nó vẫn ở đó thôi, nó vẫn sẽ có những cái lớp người thất bại ra đi bởi những cái con sóng xuống dài, những cái con sóng sideways để thách thức cái sự kiên nhẫn của người khác. Nhưng nó cũng sẽ có những cái lớp người mới vào bởi những cái kết quả, những cái sâu kết quả thành công của những người khác. Đó, và vòng lặp của nó cũng cứ quay lại như vậy. Trong video này thì Nguyên muốn chia sẻ với các bạn về những cái sai lầm đó và những cái điều mà mình biết được, thì mình cũng hy vọng rằng, và qua những cái chia sẻ trên, nếu như bạn nào cũng có gặp phải những cái sai lầm như mình thì cũng mong rằng các bạn cũng sẽ có được đúc kết cho mình những cái kinh nghiệm riêng, và chúc cho các bạn sẽ kiếm được tiền trong thị trường này. Và nếu video này các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình để ủng hộ cho mình có thể làm ra những cái nội dung hay hơn nữa và thực tế hơn nữa, để cho các bạn có thể là cùng mình và những người khác học hỏi nữa. Và các bạn hãy comment bên dưới video của mình những cái sai lầm mà các bạn cũng đã mắc phải và cái số tiền mà các bạn đã mất trong thị trường này nhé, để cho chúng ta thấy rằng đấy là những cái sai lầm của mình, và chúng ta sẽ từ những cái sai lầm đó chúng ta hãy nhớ và chúng ta sẽ học hỏi để chúng ta cải thiện, không bao giờ mắc phải những cái sai lầm đó nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.